Video này được mang đến cho bạn bởi 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian shop PIMOR, chi tiết ở phần sau của video. Video này được mang đến cho bạn bởi content phúc lộc và giọng đọc vui vẻ được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc, học tập, rửa bát. Được chúng tôi tổng hợp và góp nhặt từ nhiều nguồn thông tin, đặc biệt là từ bộ phim Zodiac. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi cùng rút kinh nghiệm. Vào ngày 4 tháng 7 năm 1969 tại Vallejo, California, cặp nam nữ Darlene ferrin và Michael Mago bị sát hại dã man bằng súng tại khu đỗ xe của sân golf Blue Rock Springs. Trong lúc đôi bạn trẻ đang tâm sự một chiếc xe bí ẩn đã dừng lại gần phía họ rồi lại rời đi cứ tưởng như là không có chuyện gì thì chiếc xe quay lại ban đầu thì mago cho rằng chắc là cảnh sát giao thông kiểm tra hành chính nhưng mà không hắn là tử thần những tiếng súng liên tục vang lên về phía đội bạn trẻ khi hắn định rời đi thì nghe thấy tiếng riêng của mago nên đã quay lại làm thêm mấy phát con firm kill rồi mới đi mất mago được phát hiện trong tình trạng bị thương nặng còn ferrin thì mất ở bệnh viện bốn tuần sau sự việc kinh hoàng một bức thư nặc danh được gửi đến tòa soạn valeho tham herald ngoài ra còn có hai tòa soạn nữa cũng nhận được thư là là San Francisco Chronicle và San Francisco Examiner. Nội dung của bức thư là lời tự thú của gã sát nhân đã xuống tay tại Blue Rock Springs và một vụ án khác tại đường Lake Herman. Nạn nhân của vụ án này là David Arthur Faraday và Betty Lou Jensen. Cả hai đều đã thiệt mạng. Ngoài ra trong bức thư, hắn còn cung cấp thêm một số thông tin mà chỉ hắn mà cảnh sát biết như loại đạn và một số thông tin hiện trường. Bên cạnh đó, trong phòng bì còn có các bức mật mã mà sau này được biết đến với cái tên Z408. Nếu ghép lại với nhau và giải được thì sẽ cho ra danh tính của kẻ sát nhân. Đây là cái mã dành cho bạn nào muốn tham khảo và cũng dành cho các bạn muốn tham khảo nhưng mà thời trang. Là các mẫu áo của chùm cuối với những mẫu áo sang xịn mịn bao đẹp với các chủ đề từ game, phim, anime. Hiện tại trong tháng 4 và đầu tháng 5 chúng tôi đang có cực kỳ nhiều giảm giá. Các bạn có thể bấm liên tục vào đường link trong phần mô tả và bình luận để mua. Trở lại với bức thư thì tên sát nhân yêu cầu các bức mật mã phải được in trên trang nhất Nếu cố tình làm trái thì từ chiều ngày 1 tháng 8 sẽ có thêm án mạng cho đến khi một tá người nằm xuống thì mới thôi Để chắc chắn tên nguồn tin, Paul Ivory, nhà báo đang theo vụ Vallejo đã liên hệ với sở cảnh sát địa phương để xác thực Và thứ mà Paul nhận được là tin chuẩn Sau khi ba bức mật thư được đăng tải lên truyền thông, từ triều đình đến dân chúng đều ra sức giải mã Chỉ một vài ngày sau đó, một cặp vợ chồng nhà giáo là Donald và Betty Harden đã giải được nó Nội dung của những bức mật mã là tên sát nhân cảm thấy thích thú trong việc đoạt mạng người, những kẻ mà hắn xuống tay sẽ trở thành nô lệ của hắn khi sang thế giới bên kia. Thế nên, hắn giấu danh tính để có thể thu thập thêm nhiều đầy tớ cho cuộc sống ở đời sau. Nội dung thì không hề đề cập đến danh tính gã sát nhân. Ngay khi bức mật mã được giải, một bức thư nữa được gửi đến với nội dung khẳng định hắn là hung thủ của hai vụ án trên, nhưng một điểm đáng lưu tâm nhất là cái tên Zodiac. Ngày 27 tháng 9 năm 1969 tại Napa, California, một vụ án nữa xảy ra. Nạn nhân lần này là hai sinh viên đại học Brian Hartnell và Cecilia Shepard. Trong khi cả hai đang đi dã ngoại thì họ bắt gặp một gã đàn ông kỳ lạ tiến về phía mình. Bạn gái thì lo lắng, còn Brian thì cho rằng chắc đây là tên ất ơ nào đó. Nhưng mà cái tên ất ơ này có súng. Bắt đầu gã yêu cầu Brian đưa ra chìa khóa và ví tiền như một vụ cướp thông thường. Nhưng một lát sau hắn lại yêu cầu CC chói người yêu lại rồi trực tiếp chói cô. Khi trách độ chặt của dây, hắn phát hiện ra Cecilia đã cố tình chói lỏng nên đã thít chặt hơn cho Brian. Buộc cả hai nằm xuống rồi dùng dao đục lỗ trên người họ. Không lâu sau đó, cảnh sát nhận được thông tin về một chiếc xe Volkswagen Karmagia màu trắng bị bỏ lại trên cửa xe có những dòng thông tin sau Vallejo 12 20 68 7 4 6 9 Xếp 67 69 6 30 By Knife và biểu tượng như ông ngắm Thư đã xuất hiện trong những bức thư mà tên Zodiac đã gửi ngay trong chiều tối hôm đó có thêm một cuộc gọi báo án nữa và người báo án chính là Zodiac hai nạn nhân nhưng mà Hartnell là còn sống thì Zodiac cao tầm một m tám nặng tầm 77 cân đội một chiếc mũ chùm kiểu đa phủ liền với một cái yếm in hình biểu tượng của hắn Ngày 11 tháng 10 năm 1969, tại góc phố Cherry, San Francisco, một vụ án nữa đã diễn ra. Nạn nhân lần này là Paul Stein, một tài xế taxi đã bị đoạt mạng trên chính chiếc xe của mình. Trước khi rời đi, tên sát nhân còn lấy ví cùng chìa khóa xe của nạn nhân. Sau khi khám nghiệm hiện trường, thanh tra Dave Toshi cùng cộng sự Bill Armstrong đã tìm một đôi găng tay dính máu nghi là của hung thủ và một vỏ đạn 9mm loại Luger. Theo nhật ký lái xe, lộ trình là từ Washington đến Maple. Khoảng cách từ điểm dừng ghi trong nhật ký cách nơi xảy ra án mạng là một dãy nhà về phía đông. Rất có thể đây là ý đồ của tên hung thủ nhằm tránh việc bị nhận dạng thậm chí hắn còn chờ đến khi xe dừng hẳn thì mới ra tay đề phòng việc nạn nhân vô tình giẫm phải chân phanh tuy nhiên thì nước đi của hắn đã có biến số bởi vì đã có người nhìn thấy được hắn nhưng mà hình ảnh thì khá mờ nên là cảnh sát cũng không thu thập thêm được gì ba ngày sau đó zodiac lại gửi thư đến các tòa soạn trong thư xác nhận mình là thủ phạm vụ tài xế taxi kèm theo đó là một mảnh áo sơ mi dính máu của nạn nhân làm tin thậm chí hắn còn mỉa mai cảnh sát đã suýt bắt được hắn ở cuối thư hắn ham dọa rằng sẽ ra tay với một chiếc xe buýt trường học bằng cách bắn thủng lốp xe rồi hốt từng đứa thanh tra đây và cộng sự đã đến tòa soạn nhằm lấy chứng cứ kèm theo đó là yêu cầu sự im lặng từ họ thế nên là tòa soạn chỉ được đăng bức thư với điều kiện được lực bỏ đoạn tấn công. Trong khi đó ở phía cảnh sát, do những vụ án nằm ở nhiều nơi khác nhau nên việc phối hợp điều tra cực kỳ khó khăn. Đúng hơn là họ muốn giữ những chứng cứ để giải quyết án của mình. Tại Napa, hiện trường vụ án chỉ tìm thấy hai dấu giày quân đội Wing Walker Cỡ 10,5 đến và giờ hiện trường. Mẫu giày này chỉ có thể mua khi có thẻ quân nhân. Đây có thể là manh mối giúp họ khoanh vùng Zodiac. Bạn còn nhớ là Zodiac đã mỉa mai cảnh sát khi suýt bắt được mình thì đây chính là hai cảnh sát đã có pha bỏ lỡ thế kỷ. Theo những gì họ chia sẻ thì Zodiac là một gã da trắng, bước đi chậm, dáng y ạch đầu đinh Tuy có vẻ khả nghi nhưng mà do vài yếu tố sai với mô tả nên họ đã bỏ qua Đến đây thì hãy cùng sâu chuỗi lại một chút Vụ Blue Rock Springs, cả hai nạn nhân đều thiệt mạng Vụ đường Lake Herman và vụ ở Hồ thì chỉ nạn nhân nữ thiệt mạng Nhưng vụ taxi lại là một người đàn ông độc thân Phải chăng là Zodiac đã phá luật của chính mình? Để bàn luận thì các bạn hãy bình luận bên dưới hoặc là vào group phim này hay phết trên Facebook để cùng bàn luận về vụ này Ngoài ra thì để tri ân sự ủng hộ nồng hậu của anh em The Reviewer 360 Boutique tung một điều khủng cho anh em xem video này Không phải quần đâu 199k mà là quần Quần Âu giá sốc chỉ 179k dành riêng cho em khi áp mã như này vào video thì đây không phải là một chiếc quần bình thường mà quần Âu này hứa hẹn mang đến cho bạn những tính năng vô cùng vượt trội chất vải mềm mịn không chỉ thừa không nhăn chiều dài trên mắt cá chân mang lại sự trẻ trung thời thượng và giá chỉ áp dụng khi anh em nhập đúng cái mã này nhận hàng không đúng quảng cáo thì cứ đánh giá một sao quần đẹp như trong hình chất lượng vải miễn chê link mua hàng trong phần mô tả và bình luận Hai ngày sau đó, sau khi đang ấp vợ thì thanh tra Dave nhận được tin rằng Zodiac sẽ gọi trực tiếp tới một chương trình truyền hình và muốn tâm sự với luật sư Melvin Bailey. Nhiệm vụ của Melvin là giữ cuộc điện thoại trong 15 phút để công ty viễn thông tìm ra vị trí của Zodiac, đồng thời chốt với hắn một cuộc hẹn. Và dĩ nhiên là Zodiac không đần, hắn gọi ngắt quãng để tránh việc dò vị trí. Trong quá trình nói chuyện thì hắn tự gọi mình là Sam. Không rõ là hắn đang diễn hay là có vấn đề thật, nhưng mà có thể thấy là tên này có dấu hiệu thần kinh bất ổn. Hắn nói là mình đau đầu kinh niên và sợ bản án nhốt trong phòng chống khí. Sau khi đã cố gắng làm thân thì Belly đã chốt được một cuộc hẹn với gã trước cổng Saint Vincent de Paul tại thành phố Dali lúc 10 giờ 30. Ngay lập tức cảnh sát đã triển khai lực lượng. Tuy nhiên thì đây là một cú lừa. Qua việc nghe giọng nói thì nạn nhân Brian Hartnell xác nhận đây không phải là giọng của Zodiac. Kẻ đã gọi đến là một tên tâm thần tự nhận vụ án lại đi vào bế tắc cho đến khi nó lại được mở ra Nhờ bức thư tiếp theo mà hắn gửi đến cho các thời báo kèm theo đó là một hồ sơ đánh bom và tờ mật mã sau này được biết đến với cái tên Z340 hai tháng rưỡi sau đó tại cao tốc 132 gần Modesto California những người đi đường đã phát hiện một thiếu phụ đang gào khóc bên đường theo những gì cô ta kể lại thì trong quá trình di chuyển một gã đàn ông đã tiếp cận xe của cô nói rằng bánh sau xe cô bị lỏng nên hắn đã ngỏ ý giúp đỡ vì trên xe có trẻ nhỏ nên cô đã đồng ý cho hắn giúp đỡ mình tuy nhiên sau khi nổ máy tiếp tục hành trình thì bánh xe bất ngờ rơi ra ngoài gã đàn ông đó lại xuất hiện thậm chí còn sẵn lòng đưa cô đến chỗ bảo dưỡng và cô đã đồng ý bế đứa trẻ đi theo mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi chiếc xe đi qua trạm xăng gã đàn ông nói với cô rằng trước khi hắn chấm dứt mạng sống của cô thì hãy cho đứa trẻ ra ngoài nhưng rất may là điều tồi tệ đã không xảy ra những bức thư mạo nhận zodiac liên tục được gửi đến các tòa soạn để bú phim tòa soạn lúc này thì cũng chán trả thèm đáng nữa và những tội ác thì bắt đầu lạm phát tất cả đang đổ hết lên đầu zodiac và buộc hắn phải nhận nhưng mà zodiac thực sự thì chỉ làm ba vụ án mạng sự im lặng này của zodiac đã khiến cảnh sát lâm vào thế bí họ dường như không có manh mối để lần ra hắn và cái tên zodiac thậm chí còn được đưa ra để vận động tranh cử và một kẻ có thể là zodiac đã gửi cho paul một bức thư kèm theo một mảnh áo dính máu đó là lời tuyên bố rằng chàng nhà báo giờ là mục tiêu của hắn tuy nhiên có một người tại riverside đã liên hệ với paul nhằm giúp anh vượt qua tai ương này paul đã mời robert đi cùng nhưng mà tầm này đi cùng nhà báo thì có khi là toang nhưng mà nói thế thôi nhưng mà khi đi đét về gái thì robert liên tục lo lắng cho tình trạng của người bạn chỉ đến khi nhận được cuộc gọi từ paul thì anh mới an tâm. Ngay ngày hôm sau trên bản tin, một thông tin lớn đã được tiết lộ bởi Paul. Vụ án đầu tiên của Zodiac là vụ ở California năm 1966. Ngay lập tức, cảnh sát vào cuộc, kèm theo cái đuôi Paul để lần theo manh mối. Theo những gì cảnh sát địa phương chia sẻ thì nạn nhân của vụ án là Cherry Jobit được tìm thấy khi bị đâm đến tử vong. Cách thức gửi thư đến các tòa soạn, đến cách dán hai con tem đều y xì đúc Zodiac. Ngoài ra, nét chữ trên thư trùng khớp với một chữ trên mặt bàn nhưng mà làm sao một người có thể khắc đúng với chữ viết của mình được? Mấu chốt ở hiện tại là cảnh sát Riverside không cho rằng Zodiac là kẻ đứng sau vụ này bởi họ đã có nghi phạm. Hơn nữa tất cả những gì đây phải đồng nghiệp nãy giờ được xem thì Po đều đã được xem trước đó và chuyến đi này thì thực sự là khá công cốc. Thêm một thời gian dài nữa thì hết những kẻ nhận mình là Zodiac cho đến những người cung cấp thông tin về hắn lũ lượt tìm đến sở cảnh sát. Cho đến 8 tháng sau tại Torrance thì Bill đã có một thông tin quan trọng liên quan đến một gã tên là Arthur Lay Allen. Có những lời và cử chỉ được coi là tương đồng với tên thủ ác cung hoàng đạo với số lượng Zodiac lạm phát như hiện tại thì bất cứ lời cáo buộc nào đều phải kiểm chứng kỹ càng trước khi đi sâu vào điều tra. Riêng với cái tay Allen này thì có phần đặc biệt, hắn có thể viết được bằng hai tay và nhiều khả năng đây chính là cách thức gã này sử dụng để che giấu nét chữ của mình. Ngày 4 tháng 8 năm 1971 tại Rodeo, California, đây Bill cùng trung sĩ Jack Mulanax của sở cảnh sát Vallejo đã trực tiếp gặp Allen. Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát đã biết thêm một vài thông tin vào ngày xảy ra vụ án tại hồ. Trên xe của Allen hôm đó có con dao dính máu. Tuy nhiên thì hắn nói là dùng nó để giết gà. Ngoài ra Toshi còn để để ý hắn đeo một mẫu đồng hồ zodiac những cử chỉ bất thường thái độ căng thẳng dành cho trẻ em cách hắn nói về cuốn trò chơi tử thần nguồn ngôn từ cho những bức thư của zodiac và cách hiện đầy mỉa mai dành cho cảnh sát 10 giờ sau đó cảnh sát đã liên lạc với thân nhân cụ thể là em trai của alan để tìm hiểu thêm thì thu được một manh mối quan trọng alan cũng có cách viết gấp đôi chữ ss trong từ christmas tương tự với zodiac trong bức thư mà hắn gửi cho luật sư melvin Bailey. đây có thể là manh mối quan trọng trong việc tìm ra tên sát nhân tuy nhiên khi đi check nét chữ viết bằng tay trái của allen với bức thư zodiac thì kết quả cho ra là không trùng để chắc chắn thì dave cần mẫu viết tay phải của hắn nhưng mà không thể bởi phía cảnh sát tại vallejo không thông qua đơn khám xét vụ án thêm một lần nữa lại vào bế tắc nhưng một năm sau đó họ đã có cơ hội để có mẫu chữ tay phải của Allen khi mà hắn chuyển đến Santa Rosa hạt Sonoma trên một chiếc xe móc nếu bạn tò mò là tại sao cảnh sát phải cố chấp đến vậy thì đây là lý do Allen có ngoại hình khá tương đồng với vụ ở góc phố Cherry hắn từng ở trong hải quân đi cỡ giày 10,5 giống với mẫu giày xuất hiện tại hồ Berryessa ngoài ra thì hắn còn được báo cáo là có hai khẩu súng lục có dính tới lời đồn cáo buộc lạm dụng tình dục nên là bị sa thải khỏi một trường tiểu học ngoài ra hắn từng làm công việc về hóa học nên có hiểu biết về chế tạo bom với những điều kiện trên thì là quá đủ để giúp Dave có tờ khám nhà. Ngày 14 tháng 9 năm 1972 tại Santa Rosa, cảnh sát đã tiến hành khám xét chỗ ở của Arthur Lee Allen. Trong lúc khám xét, họ đã tìm ra mẫu găng tay giống với vụ tại góc phố Cherry, cộng thêm hai khẩu súng ngắn cò quay và tự động và một khẩu súng chừa trong tủ. Như thế là quá đủ để đưa Allen vào đối tượng nghi vấn đặc biệt. Nhưng mà kết quả giám định lại nói không, đạn không khớp, vân tay không trùng và nét chữ cũng không giống. Allen không phải là Zodiac. Sau tất cả nỗ lực thì mọi thứ lại về mò. 4 năm sau những sự kiện về Zodiac, những người lần theo dấu vết của hắn rơi rụng dần paul đã không còn ở tòa soạn bill cũng đã chuyển công tác ngay cả dave cũng đã thôi điều tra riêng robert thì anh quyết định viết một cuốn sách về gã sát nhân cung hoàng đạo và tìm ra chân tướng của hắn để làm được điều đó thì anh đã tìm đến dave để xin thêm manh mối tuy không trực tiếp nhúng tay đây đã giúp trong việc chỉ đường tìm ai có thể có thêm dữ liệu sau khi tìm hiểu tài liệu tại sở công an vallejo robert đã có thêm hướng điều tra mới xoay quanh mối quan hệ của nạn nhân darlin khi anh chia sẻ quan điểm của mình cho dave thanh tra đã cho robert một manh mối để kiểm tra định hướng của mình melvin belly khi đến nhà vị luật sư này, tuy không gặp được ông ta nhưng Robert đã có thêm một chút thông tin từ cô hầu gái, người đã nhấc máy khi hắn gọi điện. Hắn đã nói về việc sẽ đoạt mạng của ai đó. Hôm nay là sinh nhật hắn. Với những dữ liệu đã nghe, Robert đoán ra được ngày sinh của Zodiac là 18 tháng 12. Nhưng mà làm gì có kẻ sát nhân nào dại đến độ tự khai ngày sinh của mình Cuộc gọi này thì thực sự có phải là của hắn Một điều nữa cần lưu ý để phủ định luận điểm của Robert là ngày 18 tháng 12 năm đó không ai thiệt mạng cả Trong lúc mọi thứ bế tắc thì một tia sáng nữa lóe lên Sherwood Morrill, chuyên gia phân tích nét chữ Người đã trực tiếp trách các loại thư tịch trong vụ Zodiac đã liên hệ với Robert Việc anh viết sách về cả sát nhân bệnh hoạn đã xuất hiện trên báo Nó có thể kéo theo nguy hiểm cho gia đình anh và cả những nguồn tin về Zodiac Trong số đó có một cuộc gọi nặc danh chia sẻ rằng Zodiac là một kẻ mê phim Hắn đã ghi lại những vụ án của mình trên phim Nếu Robert muốn biết thông tin chi tiết thì liên hệ với Bob von Ông này thì không biết bạn mình là sát nhân Nhưng mà đang nắm trong tay hộp phim của hắn Và tên của Zodiac là Rick Marshall Ngày hôm sau khi đến gặp Sherwood Thì Robert càng củng cố hơn với gã Rick này Bởi chính Sherwood cũng đã được một người chỉ đường tương tự Và ông thì chưa từng loại bỏ ai Có tên là Rick Marshall cả Với những gì có trong tay Robert càng điên cuồng lao vào vụ án Cứ mỗi lần có chung điện thoại réo Thì anh lại lao đến với hy vọng sẽ có thêm manh mối nhưng mà cũng chẳng có gì cũng may là gã đó khi đến gặp Sherwood thì đã để lại số điện thoại nhờ đó mà Robert có thể liên lạc và có được tấm poster phim mà chính Rick vẽ sau khi đối chiếu nét chữ viết Sherwood cho rằng hai mẫu khá trùng trừ chữ, chữ K ở diễn biến khác thì tòa soạn nhận được bức thư thứ tư của Zodiac nó có đề cập đến cái tên Dave điều ngớ ngẩn sau đó là một drama dành cho vị thanh tra khi mà ông bị buộc tội giả chữ viết của Zodiac để đánh bóng tên tuổi hậu quả là đây bị kích khỏi tổ trọng án dù thế thì Robert vẫn chưa chịu thu đeo bám Muốn đây hỗ trợ việc tìm ra Linda Em gái của Darlene để tìm hiểu mối quan hệ Của nạn nhân với Rick Nhưng mà Dave từ chối tại vì anh đã quá mệt mỏi về vụ án này rồi Việc Robert dấn thân quá kỹ vào vụ án Nhất là cái mặt anh trần ảnh trên TV Tuyên bố mình đã giải được bức bật mã cuối cùng Của Zodiac khiến vợ anh cực kỳ quan ngại Đến khi nói với anh thì anh không quan tâm Trở lại với hành trình công lý thì Robert đã gặp Von để lấy lại hộp phim bằng chứng. Nhưng mà bất ngờ là tờ posto đó thì lại không phải là Rick vẽ mà là do Von. Ngay đến đây thì Robert khá là dán rồi nhưng mà vẫn cố ở lại để lấy hộp phim tuy nhiên thì nó lại ở dưới hầm tầm này mà xuống thì chắc là robot hết cứu cố kim nén cơn sợ anh bước xuống nhưng mà không được bao lâu thì cũng bỏ lên mà chạy và cửa thì lại khóa từ từ bro nhà có cỗ sao vội đấy ngay khi mở khóa robert chạy thẳng không dám quay đầu lại vừa với hú hồn một phen khi về đến nhà thì robert hú thêm một lần nữa bởi bốn mẹ con đã ra đi kèm theo lời nhắn là đừng có gọi vô tình tờ nhắn đó lại nhắc cho anh về linda Trước đó nhờ một nguồn tin anh đã hay rằng Linda đang đi tù Nên là ngay hôm sau Robert đã tìm đến để gặp cô Cơ bản thì cô này chia sẻ là trong số những gã đàn ông bao quanh chị mình thì có một gã rất kỳ lạ Hắn từng tặng quà từ Tijuana cho nạn nhân đã thế còn thừa nhận từng là kẻ giết người Chắc là trong khoảng thời gian nhập ngũ Gã này thì kiểu sợ đám đông Khi tham gia tiệc sơn năm đó thì thay vì chọn một bộ đồ thuận tiện cho việc sơn sửa Thì hắn lại đóng một bộ vest rồi ngồi một mình cả đêm Linda không nhớ rõ tên của gã này lắm Chỉ nhớ là hắn được gọi giống nickname hơn Nhưng mà không phải là Rick mặc cho robert khẳng định cái tên đó khi anh chuẩn bị rời đi thì linda đã cho ra câu trả lời và đó là lay và mọi nghi vấn lại quay về mối cũ arthur lay allen không phải mỗi tên này có nickname là Lay Nhưng mà trùng đến ngày sinh như này thì không thể ngẫu nhiên được Robert đã tìm đến Dave để chia sẻ Anh khẳng định chắc chắn Zodiac là Alan Nhưng với Dave điều đó không đúng Ít nhất là với những gì họ đang có Có thể bạn không biết thì việc tìm kiếm của Robert hóa ra đã vô ích Kể từ khi anh ta khẳng định ngày sinh của Zodiac là 18 tháng 12 Tất cả chỉ được vén màn Sau khi bức mật mã cuối cùng được giải vào năm 2020 Bởi một nhóm gồm 3 người Là nhà phát triển phần mềm David Ordanchak Nhà toán học Sam Blake Và lập trình viên có cái tên như này hơi khó đọc. Lời giả cho bức mật thư cụ thể là như thế này các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình Tao hy vọng chúng mày có thời gian vui vẻ khi cố bắt tao Người trên chương trình TV đem lại manh mối thực chất không phải là tao Tao không sợ phòng hơi ngạt tại vì nó sẽ đưa tao đến thiên đường sớm hơn Vì giờ tao đã có đủ nô lệ để hầu hạ Trong khi tất cả những kẻ còn lại đều chẳng có gì Khi chúng đến thiên đường nên chúng sợ chết Tao không sợ chết vì tao biết cuộc sống mới của tao sẽ dễ dàng trên thiên đường Ngày 16 tháng 8 năm 1991, nạn nhân Margot đã nhận diện Zodiac là Allen. Dựa vào đó, chính quyền đã có phiên điều trần giữa Mago và Allen, nhưng nghi phạm đã lên cơn đau tim trước khi cuộc gặp diễn ra. Năm 2022, một bộ ADN của Zodiac đã được tìm thấy trên chiếc phong bì và nó không trùng khớp với Allen. Dù vậy thì những thanh tra ở San Francisco và Vallejo vẫn từ chối loại Allen khỏi diện tình nghi. Thời điểm bộ phim này lên sóng thì vụ án Zodiac vẫn đang được điều tra tại hạt Napa, hạt Solano và thành phố Vallejo, nơi Allen là nghi phạm duy nhất cung cấp thêm cho anh em nào tò mò thì hiện tại vẫn còn hai giải mã nữa của Zodiac vẫn chưa được giải một dòng là tên thật của hắn và một là vị trí nơi hắn đặt bom mọi bức thư kể từ sau ngày 26 tháng 6 năm 1970 đều là giả chỉ đến bức thư ngày 29 tháng 1 năm 1974 mới được xác thực là của Zodiac hắn khẳng định đã lấy mạng tổng 37 người bạn nghĩ sao về tên sát nhân kỳ bí này thì hãy để lại comment phía bên dưới tôi là vui vẻ đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại